Trời ơi, mai mốt á, mấy ông mấy bà kêu tôi đi review nhà hàng, biệt thự, xe hơi hay tiệm vàng gì đó đi nha. Chứ tối ngày cứ kêu tôi đi review bánh mì hoài. Riết mai mốt tôi thành nghệ sĩ sắc xô luôn á. Chưa hết nha, hôm bữa còn có bạn kêu Ngọc á, đi lên tới Sài Gòn review bánh mì ở trên đó nữa. Còn qua Đồng Tháp nữa. Trời mẹ ơi, sáng nào cũng khỏi kẹn hết trơn hết trời. Bánh mì Hồng Ân. Hôm bữa có bạn kêu Ngọc á, là review bánh mì Hồng Ân đi. Cái tiệm bánh mì Hồng Ân này á, là nằm ở gần bến phà Rạch Miễu cũ á các bạn. Để coi lại cái ổ bánh mì 15k này á, ở trong đây nó sẽ có cái gì nha. Đen 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 đen. Nói chung là chả thịt, dưa leo. Nói chung á, là ngon hay không là tùy khẩu vị của mỗi người. Nhưng mà để đánh giá một cái tiệm đó nó ngon á, đầu tiên á, là nó phải đông khách. Ngọc thấy cái chỗ này á, buổi sáng á, khá là đông á nha. Mua hai ổ bánh mì đứng đợi có 15 phút á. Đông quá trời luôn, phải xếp hàng không á. À, trong đây nó có nè, chả nè. Nhiều chả lắm. Đây nữa nè. Có 4 loại chả rồi mấy bạn. Mời các bạn ăn cùng Ngọc nha. Cắn vô là thấy vừa miệng, cái pate nó ngon. Theo cái chỗ này, theo cái vị của Ngọc á, là Ngọc thấy ok. À, bột bánh mì thì nó cũng mềm, dẻo ngon. Mỗi một chỗ có một cái vị khác nhau. Người mà ăn mình mới cảm nhận được. Cái này, cái sốt cái pate với lại cái bơ ở trong đó, nó khác, nó không giống chỗ nào. Nói về ổ bánh mì này thì Ngọc thấy rất là ok nha. Nhưng có một chỗ nó không ok. Cái chỗ này, tại vì Ngọc không có ăn mỡ cho nên Ngọc thấy miếng mỡ này làm Ngọc hơi dội rồi đó. Nên mà giờ phải lừa mỡ ra, tại vì mình không ăn mỡ thì mình phải chịu thôi.